chọc này. Đây thôi, đây là xong chưa? Đây. Đây. À, sơ sơ thôi. Ấy, là thế nào? Mày đi đâu? Anh nghèo. Làm chung một cái điện. Làm chung. Làm đâu nhỉ? Làm ăn kia. Ngược sáng sao ấy? Đây là đằng này cửa đây, đằng này sáng đây cửa đây. Ở đằng này nó không được sáng. Đấy, đằng này rõ. Con Phương đâu? Chụp ngược này nha, chụp ngược này. Đây, Phương kia đây. Kia. À, kia, trung sâm. Chỗ đằng trung sâm. Kia, ngồi sau đi trung sâm. Giới thiệu với các bạn là đây có một chú đi đảo Phú Quốc, là chú chỉ ra đây ngồi thôi, chú không đi tắm biển mà cũng chả làm gì cả. Đấy. Wow. Còn chỗ nào nữa nhỉ? Đây, đây. Lên đây đấy. Lên đây đấy, trên này có một lần đấy cái đình gì đấy? Đình gì có một tí bạn lên đấy. Mẫn. Hai mẹ con có chụp ảnh không? Đấy bố, đấy ai bế con? Hả? Bắt ngồi đấy nó sợ. Đấy ai bế con? Đấy ai bế con nhỉ? Đâu? Chập chờ. Đây, hai mẹ con. Con này nào? Đây đây. À đây à? Đi. Chụp cái nào. Ai giờ? Đây, chụp cái đẹp. Đây, anh nhớ đây. Anh nhớ quay đi.
cái này không zoom được, cái điện thoại anh bị ấy, không biết làm sao ở chế độ. Chụp cái gì? Xấu lắm. Trời trong và với cả sáng tối, xanh thì đẹp lắm. Tối tối. Không, tối đẹp. Để cứ đi đèn kia không? Đèn thủy là đèn Dĩnh Bà, đèn Dĩnh Bà ở đảo Phú Quốc nha các bạn nhá. Bây giờ mọi người du lịch đều đến đây để thắp hương và cầu may, cầu may cho gia đình mình. Bây giờ mình bắt đầu lên đèn gì đây kia. Dình cậu. Dình cậu làm sát ngay bờ biển. Còn con mới thế nào? Cái gì? Để lên đây thắp hương. Đổi đấy tiền. Đổi gì trước? Biết đi đâu mà đổi. Đâu, hiện đâu? Đi tới đây này, thắp hương, thắp hương có tiền nữa, thắp hương hay giá đổi luôn cho tiền đi. Đổi luôn xong trả tiền luôn, không thì là lộc về hoàn hết đấy. Đổi luôn giá luôn tiền đấy. Thì không ấy đi. Đi rồi, như này mình đi nào, mình đi nhìn mình lên trên nha. Dạ, ở trên đó chụp hình đẹp. Không ấy. Đây là Dinh Cậu à? Dinh Cậu. Dinh Cậu. Ăn quay à? Tạm quay anh là thắp hương hả? Quay gì? Đã đây quay cho anh. Rồi đấy. Để mà thắp hương.
Anh chuyên xuống chưa không? Của anh không? Quá quá quá. Hôm nay mọi người đến dình cậu của đảo Phú Quốc. Cầu may. Khét quá nhỉ, cái gì khét quá nhỉ, đốt gì khét thế. Đâu đi khét, ở đâu khét thế nhỉ? Ngồi vào chưa sợ bất thần à? Cùng ba người mà chỉ vào giữa này chứ, thì ngồi đây cho chị bốn người. Kéo ngã nhá. Chụp cái ảnh mà có cái phi lao này. Đấy, lúc nãy lấy chụp cho chị thì cũng phải lấy cả cây phi lao gì gì ạ. À? Cái ảnh chị ngồi em chụp là lấy cây phi lao người ta mà. Anh đang ăn bông nào không? Cái gì đi? Đây quang cảnh ở nơi chùa Dinh Cộng. Đây, có hình minh chứng rồi. Các bạn đang check in. Anh ơi, đến đây. Hết giờ rồi. Đây nhìn đây nào. Đau lắm. Đúng đau lắm. Được không anh? Cái trượt chân bước đây là cũng là phức tạp rồi. Cứ không chú ý, cứ quay ảnh đi bước thôi mà hụt lên trên toi. Mất hết thịt đây này. Mà nhảy lấy cả. Anh ngồi đây. Ngồi cho nó mát. Thôi xong chưa? Lâu lại đi. Chứ là kéo nào mà đi. Nào mang tôi quay cho. Đúng là chị ấy phải đi. Đấy nhưng không vào cây phi lao được con. Đâu đâu cây phi lao. Nghĩa chạy nghĩa chạy nè. Một phạm được. Ngoài lên được con. Rồi. Lại cái xuống đấy này đi. Chặn đi. Đi đứng là người ta đi cả. Phía sang kia đi ông ơi. Leo sang bên kia đi. Hà thủy đầu nhỉ. Chết là có lấy cái thủy đầu. Anh ơi, đừng sang bên kia. Thôi đi. Thôi đi đi, xong chưa? Từ còn chán. Bờ bao giờ nhỉ? 9 giờ bao nhiêu quay lại đón.